Hôm nay chỉ cần mình xin lỗi thật ngọt ngào kèm theo hộp sô-cô-la lung linh thế này, kiểu gì Quyên cũng sẽ hết giận cho mà xem. Đấy. Đẹp rồi. Phải đi tắm táp cho thơm tho đã, như vậy tỷ lệ xin lỗi thành công sẽ cao hơn. Anh Dung ơi, em đói quá. Sáng giờ chơi mua, quên nhà ăn sáng, bây giờ bụng nó lên tiếng thế này. Giời, sang những người ta chả hỏi han gì, chả quá cáp, sang đây đã đòi ăn rồi, làm gì có gì mà ăn. Còn tôi không có đánh quơ, tôi đến cổ vũ thôi. Đói chẳng muốn nói nữa. Bình thường thì nhà này làm gì có gì ăn nhỉ? Nhưng em đói, anh tìm đi. Ui, sô-cô-la, sô-cô-la. Này, anh chị có đang nghĩ giống em không? Ôi. Nhưng mà không được đâu. Sao đây? Cái hộp này không phải anh mua, Nguyên thì không có nhà. Vậy thì là của ai? Của Quyết chứ ai. Trời, ai chứng giám là cái hộp này của lão Quyết. Mà người không biết thì là không có tội. Với lại như thế này nhá, anh cứ mở ra, xong mình lấy tạm một thỏi, xong mình lại cất vào. Kể cả của lão Quát nhá, lão Quát không kiểm tra thì lão Quát cũng biết làm sao là thất thoát đi được. Đúng rồi. Em nghĩ đây là phim hoạt hình à? Rồi ơi, lão Quát chắc chắn là lão sẽ mở ra, lão kiểm tra chứ, làm gì có chuyện mà lão không kiểm tra. Thế anh cười nhỉ? Chắc gì lão Quát đã ký bao với mình nhờ. Mà cái vấn đề là lão Quát mà kiểm tra thì cũng không biết là ai ăn. Bóc đi em. Ây giời. Ăn một cái chút này nhá. Vị này à, vị này à, ngon không? Hay lấy vị khác. Bên này chúng ta có rất là nhiều vị đây này. Xem cái nào ngon hơn. Ăn cái này đi. Dồi ôi. Mình bóc thì mình có vẻ là sang chảnh vẻ không? Nhẹ nhàng thôi. Lâu lâu mới được ăn một cái thanh sốc. Tôi đói muốn xếp ở đây này. Ôi. 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 Như nào, như nào. Ăn đi em. Ngon. Quá ngon. Em đã có một chút. Một chút no rồi. Thế nhưng mà đây chỉ là một chút thôi. Thôi em ơi, xong rồi đấy, anh mình đi tiếp đi. Này em à, hay là tranh thủ cái lúc này mình khám phá thêm một vị nữa đi. Mình lấy thêm một vị nữa. Mà em nghĩ đã quất bẩn bựa thì thôi, chứ một thanh sô-cô-la thì biết gì anh em. Để này vớ em vật. Đã ăn rồi lại còn đào thủ về nữa. Làm người phải có tí sĩ diện chứ. Thôi đi vào đi bà. Để em lấy đã. Ba người ăn có mỗi một thanh, chả bỏ ấy. Sao tự dưng còn mỗi hai thanh? Lão Dũng. Đã ắt thế à? Chẳng ai lấy cả. Thơm tho sạch sẽ rồi. Phục trang, đạo cụ đã đầy đủ. Chỉ việc gọi cho nữ diễn viên chính đến là xong. Xem nào. Tự dưng cứ nhẹ nhẹ thế nhỉ?
Sô cô la đâu hết rồi? Các em được lắm. Các em đừng tưởng là anh không biết gì. Giờ cao chân lên. Đại ca, đại ca, phải để cho bọn em thanh minh. Thanh minh trong tiết tháng 3. Lễ là tỏ mộ. Hội là đạp thanh. Hội là đạp thanh. Không thanh minh thanh nga gì hết. Giờ cao chân nữa lên. Nhưng mà anh ơi, bọn em mỏi lắm. Cho em đổi chân đi. Thế lúc ăn có mỏi không? Giữ nguyên. Mà lỗi có phải lỗi của bọn em đâu. Lỗi là do cái hộp sô-cô-la của đại ca nó quá ngon và là quá nhiều vị nên bọn em nó phải khám phá. Với cả anh ơi, cái dạ dày của em nó đói chứ em có đói đâu. Dạ dày của em nó khóc quá nên em phải cho nó ăn chứ. Khóc quá nên thủ hẳn hai miếng đại ca. Các em thật là quá đáng quá thể. Tại sao lại ăn sô-cô-la của anh cơ chứ? Các em phải hiểu rằng anh bỏ tiền ra mua hộp sô-cô-la chứng tỏ anh đang có việc gì đấy chứ. Thì thôi, chuyện đã rồi. Đại ca, để bọn em xin lỗi, đừng có phạt bọn em thế này nữa, mỏi lắm. Nói chung là bây giờ nếu như bọn em tìm ra cách để giúp bà Quyên nguôi giận là anh sẽ tha thứ đúng không? Cách gì? Bà Quyên giống hệt anh. Rất là khát khao tiền. Bây giờ bọn em sẽ gấp tiền bằng hoa giấy. Sau đấy anh đem tặng đằng ấy. Kiểu gì Quyên cũng sẽ lấy. Còn anh thì sẽ được ấy. Ấy là gì? Ấy là tha thư ấy. Đầu óc đánh tay anh tinh. Đừng nghĩ làm gì nữa. Gấp tiền đi. Gấp ạ. Đi đi. Nhanh lên. Tiền đâu? Tiền đâu? Lấy tiền đâu bây giờ? Đi vào trong nhà. Tiền trong nhà. Láo. Tặng em. Thơm quá mình ạ. Em tha thứ cho mình rồi đấy. Anh xin lỗi nhá. Lần sau anh không bao giờ dám như thế nữa đâu. Cho anh thơm cái nào. Từ từ đã. Em cũng có cái này cho mình. Cái gì thế? Đen. Thơm quá nhỉ. Cái này là để cho nụ hôn của chúng mình ngọt ngào hơn. Trời ơi. Ngon thế. Sô cô la gì vậy em? Đây là sô cô la nhân hạt dẻ mà còn nhiều loại lắm mình. Mình muốn ăn loại nào? Em đều có. Còn có nhiều loại nữa cơ hả? Có sô cô la đen nhân hạt dẻ này. Sô cô la sữa nhân hạt dẻ. Sô cô la vị bạc hà. Còn có sô cô la bắp rang nữa này, rồi hạnh nhân nữa. Loại nào cũng ngon mà lại còn lạ miệng nữa mình ạ. Ôi. Nhiều thế này mà em cho vừa cái túi á? Nhỏ nhỏ xinh xinh, vuông vắn như thế này cho túi tiện mà. Thế mình thích ăn loại nào để em lấy. Loại nào cũng thích, chỉ cần được ăn với mình. Mày vừa đến đây làm gì đấy? Bọn em thì cũng không có ý định là sẽ phá tan nát cái bầu không khí lãng mạn này của hai người đâu. Thế nhưng mà chả hiểu sao bọn em lại đánh hơi được tính cái mùi sô cô la thật là ngon tiền. Anh cho bọn em một miếng. Một miếng thôi nhá. Cho nó miếng này này mình. Thôi thôi cho nó cái này đi. Này, đấy, bóc ra mà chia nhau. Thế nhưng mà một miếng này ăn làm ra cho đủ. Chả bỏ dính răng ấy. Cái thanh đấy chia làm 4. Còn thừa một miếng, nhớ trả lại cho chị đấy. Chị còn cầm bao nhiêu kìa, chị cho hết đi. Đúng rồi đấy, chị quá đáng đi nhỉ. Đúng rồi. Này một mình ấy mà không đủ. Đây. Của bác bố bác mẹ đây, cầm hết đi. Lướt cho tôi nhờ cái. Đi ra. Mình. Thôi mình ạ. Bây giờ mà không đưa sô-cô-la cho chúng nó ấy, còn lâu chúng nó mới chịu đi. Như thế thì mất hết cả lãng mạn của vợ chồng mình rồi còn gì. Thôi, miếng này hai đứa mình chia đôi nhá. Ui giời. Có mình ạ. Ngon nhỉ. Nước tăng lực number one chanh và dâu với taurin, inositol, vitamin và caffeine.
giúp bạn cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng để chinh phục mọi thử thách. Nước tăng lực number one chanh và dâu, cuộn trào sảng khoái, bật tung năng lượng. Thiệp cưới trông nó cũng chả ra cái gì cả. Trông này ơi nhám nhám nhở nhở. Chả đây, đây là công sức, là tấm lòng của hai anh chị tự làm để dành cho khách mời đấy. Hai anh chị làm thiệp handmade đó. Mời cưới á. Anh chị mời bao nhiêu khách? Ít mà, hôm trước tính sơ sơ khoảng 2.000 người. Ôi dồi ôi, còn lại hai ông bà. Tiết kiệm được kha khá tiền thiệp cưới đấy nhá. Mà dạo này chị cũng thấy chán chán cô ạ. Sao lại thế, sắp cưới đến nơi rồi phải vui vẻ lên chứ. Thì lúc đầu cũng tưởng thế. Nhưng mà bây giờ sau một thời gian sống chung với ông ấy, chị phát hiện ra ông Quyết nhà mình toàn tật xấu thôi. Lắm khi chị chả hiểu tại sao lúc đầu chị yêu ông cơ. Có phải là bây giờ nhá, chị nhận ra được rằng là ông ấy có quá nhiều tật xấu, lấn hết tất cả những cái điều tốt đẹp, mà những cái điều ấn tượng mà ông ấy gây cho chị ban đầu đúng không? Chuẩn luôn. Rồi ôi, chị đang mắc một hội chứng gọi là khủng hoảng trước hôn nhân. Ôi, có cả tên khoa học hả em? Đương nhiên, hầu hết tất cả những người phụ nữ đều sẽ có cái cảm giác đấy. Bởi vì là họ chưa chuẩn bị tâm lý kịp thời này. Rồi trong lúc mà cưới xin ý, người ta phải lo nghĩ quá nhiều, nên là dẫn đến bị stress. Cái tâm lý hoang mang sẽ được đặt cạnh cái tâm lý háo hức. Cho nên là những người phụ nữ sẽ cảm giác là có quá nhiều câu hỏi ở trong đầu. Không biết là cưới chồng về mình có hạnh phúc hay không, rồi liệu hai người có hợp nhau hay không. Chuẩn luôn, đúng cái triệu chứng của chị rồi. Thế cô bảo bây giờ chị phải làm nào? Bác sĩ tâm lý thôi. Hầu hết tất cả những người phụ nữ em biết mà bị triệu chứng này thì phải đến gặp bác sĩ. Ôi, bác sĩ tâm lý á? Thế thì hơi tốn tiền ý. Thế thì theo chị đây cũng không phải là căn bệnh đâu. Hay là cô có cách khác không? Con lậy mẹ, đấy là cái chuyện trọng đại cả đời mà còn tích tiền nữa. Thôi, có cách nào khác? Giúp chị đi. Cách à? Thảo Mai chưa bao giờ là hết cách. Được đấy. Nhưng mà có điều em muốn nói với chị. Điều gì? Em khất tiền cưới nhá, đến lúc nào cưới em rồi em trả sau. Em hết tiền rồi. Đúng là. Thôi được rồi, nhưng mà nhớ phải ghi giấy ghi nợ, họ tên đầy đủ, cho vào phong bì cho tôi. Ok. Em nổ luôn cách này. Có 5 cách để triệt để cái hội chứng này. Cách thứ nhất, chúng ta cần phải có những cái tin nhắn mùi mẫn, ngọt ngào. Mấy cái tin nhắn mùi mẫn này, công nhận từ trước rồi. Chả bao giờ chị nhắn tin cho anh như thế cả. Bây giờ chị thử đi, đảm bảo khác luôn. Chị phải nhắn đại khái như là em rất là nhớ anh, em yêu anh, em đang muốn anh. Kiểu kiểu thế. Thôi, chị nhắn cho anh cho. Từ trong sâu thẳm mình là anh Quyết à, anh đang làm gì vậy? Nhớ về sớm, em yêu anh nhiều lắm. Ôi, tin nhắn luôn kìa. Đọc em nghe xem. Em à, 100.000 sáng nay em đưa, anh gửi xe mất 3.000, uống trà đá 3.000, 15.000 mua bánh mì, còn thừa 80.000 em ạ. Thành khẩn khai báo yêu thế làm gì? Yêu cái gì mà yêu? 100.000 trừ 21.000, thế quái nào lại còn 80.000? Phải còn 79.000 chứ nhở? Để đọc tiếp nào. Anh còn 2.000 lẻ, gửi chú trong xe, khất chú ấy 1.000. Thế còn 80.000 là đúng rồi gì? Ôi, tôi lậy hai ông bà ấy. Thôi, thế còn 4 cách nữa là gì? Lấy giấy bút ra đây em ghi cho, xong rồi tối về học thuộc mà làm theo. Ok. Để tạo sự mới mẻ, kết hôn không có nghĩa là tôi hẹn hò rồi anh đến lãng mạn như thế này thì chắc chắn là cực kỳ tuyệt vời. Ôi, cái gì thế này? Bất ngờ không? Đây toàn bộ là em nấu đấy. Tất cả là em nấu á? Ôi, sau một thời gian phải ăn đồ siêu thị, cuối cùng anh cũng được ăn một bữa cơm đúng nghĩa rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ăn gì mà ăn như lợn đấy, chả có tí lãng mạn gì cả. Anh xin lỗi, tại vì là từ sáng đến giờ ăn được mỗi cái bánh mì, đói quá. Thôi được rồi,
anh ăn đi. Ừ. Mà trước khi ăn thì chúng mình uống rượu đã chứ. Rượu này ngon quá em ơi. Có rẻ không? Để đám cưới mình dùng cái rượu này nhá. Em có một nguyên tắc. Hiện tại sẽ không nhắc đến chuyện đám cưới. Ok. Thế thôi. Anh không nhắc chuyện đám cưới nữa. À mà em ơi, hôm nay anh đi phát thêm mời ấy, thiếu mất mấy chục cái đấy. Đã bảo là không nhắc đến chuyện đám cưới cơ mà. Ăn đi. Không nhắc thì thôi vậy. Em. Ừ? Em nói gì đi chứ? Nói gì? Thì ví dụ là ngày hôm nay em làm những việc gì chẳng hạn. Ngày hôm nay à? Cả ngày hôm nay em đi phát thiệp cưới chứ còn làm gì nữa. Về ăn đi. Em ơi. Hay là mình cứ bàn về chuyện đám cưới đi nhá. Bây giờ ăn thật nhanh đi, xong còn gặp tiếp cưới để mai phát cho đủ. Thôi rồi, ăn đi. Ăn đi em. Ăn đi. Ăn nhiều cho béo. Ngon lắm. Anh ơi. Nhìn đẹp không này? Nhắn tin, hẹn hò, không nhắc chuyện đám cưới. Vãi hết rồi. Để xem nào, hai chiêu còn lại là trao món quà nhỏ, nhận kết quả lớn. Chẳng cần thông điệp gì. À không, chẳng cần dịp gì đặc biệt. Bạn cứ tặng anh ấy một món quà nho nhỏ. Những vật nho nhỏ này sẽ giúp giải tỏa nhanh chóng những căng thẳng trong quá trình tổ chức lễ cưới. Mình ơi. Mình thích món quà gì? Sao tự dưng em lại hỏi quà? Nhân dịp gì thế? Chả có nhân dịp gì cả. Cứ nói đi, mình mong ước có món quà gì. Anh nhá, lúc anh thích cái này, lúc anh thích cái nọ, nhưng chỉ có một tình yêu duy nhất với tiền thôi. À, tiền cũng giống mình. Mà nhỏ nhỏ thì đỡ ít tiền thôi đỡ tốn. Mình ơi. Hả? Cho mình lại. Tiền mua gì thế em? Chẳng mua gì cả, cứ cầm lấy đi. Sao lại không thấy vui vẻ hạnh phúc nhở? Có khi nào mà như này lại còn tốn tiền của mình nữa chứ. Em nghĩ lại rồi, đưa trả em tiền, mai em đổ xăng. Này, hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì không đấy? Chả có chuyện gì cả. Chạm vào nhau, nắm tay ôm từ đằng sau, ngả đầu vào vai. Hãy kết nối cảm xúc với tình yêu của bạn, để cả hai cùng thấy rằng dù có khó khăn gì đi nữa thì cũng chẳng phải cái đích cuối cùng. Vẫn là vì yêu mà muốn được cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Dựa vai như thế này thích thật đấy. Anh nhở? Anh sao anh không nói gì đi? Anh bảo gì cơ? Chẳng hiểu tại sao cái lúc người ta tình cảm như thế mà cũng ngủ được. Đã thế cho nằm đây muội nó khuân. Sao anh lại ngủ ở phòng khách thế này?
Mà sao mình dậy sớm thế? Anh ngồi nghiêm chỉnh ra đấy. Em có chuyện muốn nói với anh đây. Chuyện gì đấy? Em suy nghĩ kỹ rồi. Chúng mình chưa hiểu nhau. Mà chưa hiểu nhau thì nếu đám cưới sẽ quá vội anh ạ. Anh cũng thấy vậy. Thế cho nên là em muốn mình hoãn đám cưới lại, quay trở lại thời gian yêu nhau. Và khi nào cần đám cưới sẽ đám cưới. Anh hoàn toàn đồng ý. Lẽ ra là em sẽ nói như thế. Thế nhưng mà anh nhìn đây này. Thế này có nghĩa là... Nghĩa là phải đám cưới chứ sao? Đành vậy. Đành vậy? Tôi chửi với anh mà anh lại có thái độ như thế ạ? Không không không. Đành vậy, đành vậy. Đành vậy mình ạ, đành vậy. Từ một lần giữa vòng vai nhau xem đời làm sao. Đặt một lần trong tan niềm tin đi xem đời làm sao. Lúc mơ chung đi tan cho ta xem ta thế nào. Thực sự là thế.